để chia sẻ những tin tức về tình trạng nhân quyền đang bị đàn áp nặng nề tại Việt Nam. Quan tâm đến vận nước, đến vấn đề nhân quyền, đến vượt trên lên những sợ hãi, chống lại cái xấu, cái ác, sự độc tài nhằm đưa đến cho Việt Nam sự công bằng, tình thương, tự do, dân chủ và mang lại hạnh phúc cho toàn dân.